nhá, tớ là dâu ria chỗ lùn. Eo ơi, đồng nghiệp chỗ tớ toàn dâu ria nhẵn nhụi, hút mắt quá trời. Hay, còn chủ nhân tới đây có khuôn mặt người đồng tính nữ tên là Đại Mỹ. Hơn nửa đời người, nhiệm vụ của tớ làm cho con gái có dâu thêm đầy nam tính đấy nhá. Ô kìa, con gái mọc ria mép là Les à? Nói gì vậy hả? Chuyện kể rằng có một công chúa Ba Tư ở thế kỷ 19, cô ấy có dâu nhìn rất phúc hậu. Có tin đồn rằng nhiều chàng trai còn u mê lắm vẻ đẹp này của cô ấy nữa. Mà chủ nhân cũng có dâu như vậy, là đệ nhất công chúa luôn rồi á. Thời thế thay đổi rồi bà ơi, người ta là công chúa, tao chỉ có thể là đại mỹ công thôi. Tốt lắm, tao phải giật thật mạnh mấy cái dâu chết tiệt này mới được. Mà mỏ bà bị sao vậy? Không có gì, cái mỏ nó sưng lên do khẩu nghiệp thôi à. Ôi bà thật là mạnh mẽ, con gái để dâu là chuyện thường ngày mà, sao bà cứ nhổ dâu tùy tiện vậy? Nó mà bị nhiễm trùng rồi mới thấy cái cảnh. Hay tôi quăng bà đến spa để triệt dâu mỏ nha, rất hiệu quả đấy. Làm liền luôn đi. Còn đại gia hơn tí thì đi tẩy lông bằng laser, làm một lần là triệt dâu dứt điểm luôn. Nói nhiều quá, triển thôi. Rồi, tiền đâu á bà? Thôi, tôi chấp nhận sự nam tính này vậy.